Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh đến từ khoa Nhi phẫu bệnh Bệnh viện Phổi Trung ương. Sau đây tôi xin trình bày về kết quả nghiên cứu sự bộc lộ video quanh và biểu hiện đột biến IGF-A ở người bệnh ung thư biểu mô không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Như chúng ta đã biết, ung thư phổi là một trong những ung thư có tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trên thế giới ở cả hai giới nam và nữ. Từ năm 1970 đến nay đã có nhiều bước tiến trong chẩn đoán cũng như điều trị ung thư phổi. Với những năm 70 của thế kỷ 20 thì điều trị chỉ là phẫu thuật hoặc xạ trị, nhưng hiện nay thì đã phát triển các liệu pháp điều trị nhắm trúng đích phân tử với giải trình tự gen thế hệ mới cũng như các liệu pháp miễn dịch. Và một liệu pháp miễn dịch rất được quan tâm hiện nay đó là liệu pháp miễn dịch kháng PD-1 với dựa trên sự bộc lộ PD-1 ở trên tế bào u dựa trên nhóm hormone miễn dịch, và hướng dẫn chẩn đoán cũng được cập nhật rất là cụ thể ở bảng phân loại về các khối u lồng ngực mới nhất của năm của Tổ chức Y tế Thế giới xuất bản năm 2021. Ung thư biểu mô tuyến, ung thư phổi thì có 85% là ung thư phổi không tế bào nhỏ, trong đó thì ung thư biểu mô tuyến chiếm 40%. Do vậy nên các nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tuyến thì được rất quan tâm. Do đó nên nghiên cứu của chúng tôi thực hiện với hai mục tiêu. Thứ nhất là xác định sự bộc lộ PD-L1 và biểu hiện đột biến gen IGF-A ở người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Thứ hai là đối chiếu sự bộc lộ PD-L1 với biểu hiện đột biến gen IGF-A và một số đặc điểm khác ở người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Về đột biến gen IGF-A thì có tần suất khoảng từ 16-60%, hay gặp ở ít sau 18-21, ưu thế ở người không hút thuốc lá, ung thư biểu mô tuyến, nữ và người Đông Á. Hay gặp nhất là đột biến mức độ ít sau 19. Có nhiều phương pháp để chẩn đoán đột biến gen IGF-A, và ở Bệnh viện Phổi Trung ương thì sử dụng phương pháp PCR real-time trên hệ thống COBAS 4800 của Roche với mẫu với kích chuẩn đạt tiêu chuẩn IVD cho mẫu mô và mẫu máu. Hiện nay thì bệnh viện cũng đang phát triển kỹ thuật phát hiện đa gen đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Về cơ chế miễn dịch trong ung thư phổi thì điều hòa miễn dịch thông qua hoạt động của tế bào T dựa trên các điểm kiểm soát miễn dịch có các phân tử kích thích và phân tử ức chế giúp làm tăng hoặc kìm hãm hoạt động của tế bào T. Thì trong đó PD-1 là một trong những phân tử ức chế, một phân tử ức chế để ức chế tế bào T, và tế bào U thì lợi dụng cơ chế này để né tránh sự tiêu diệt của tế bào T. Do vậy nên cơ chế hoạt động của liệu pháp kháng PD-L1 đó là phong tỏa sự kết nối của PD-L1 hoặc PD-L2 của tế bào U với PD-1 là tế bào T và hoặc hóa trở lại tế bào T để tiêu diệt tế bào U. PD-L1 được là một marker sinh học tiên đoán đáp ứng điều trị tốt với liệu pháp miễn dịch, và các nghiên cứu cũng cho thấy người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có PD-L1 dương tính thì đáp ứng tốt với liệu pháp kháng PD-1. Đánh giá PD-L1 thì dựa vào nhóm hormone miễn dịch với nhiều loại kích, trong đó thì kích PD-L1 SP263 của Ventana là một kích mà được sử dụng khá là phổ biến. Bệnh phẩm là những mẫu mô và bệnh phẩm là mô được cố định ở mỗi góc môn trung tính 10%, mô chứng là có mô chứng âm và mô chứng dương, và đánh giá thì là dương tính ở màng hoặc là màng bào tương một phần hoặc toàn bộ, loại trừ những trường hợp nhân tế bào miễn dịch hoặc là những trường hợp mà hoại tử. Đánh giá cường độ mắt màu thì có cường độ yếu, cường độ trung bình và cường độ mạnh, xác định bằng điểm TBS là tính bằng bằng phần trăm tế bào u dương tính trên tổng phần trăm tế bào u nhìn thấy được. Do vậy nên là khuyến cáo chung thì vẫn cần tối thiểu là 100 tế bào u để có tính khả thi cho việc xác định TBS. TBS dưới 1% là không có bộc lộ PD-L1, TBS từ 1-40% là có bộc lộ PD-L1, và trên 50% là bộc lộ mạnh, đó là dương tính mạnh PD-L1. Thì nghiên cứu lựa chọn những đối tượng là những người bệnh có chẩn đoán là ung thư phổi không tế bào nhỏ, mẫu bệnh phẩm được chẩn đoán mô bệnh học thường quy, và đồng thời thực hiện xét nghiệm IGF-A và nhóm hormone miễn dịch PD-L1, loại trừ những trường hợp mà có hai ung thư hoặc đã xạ trị vùng ngực trước đó. Thì nghiên cứu chúng tôi đã tuyển lựa được 109 bệnh nhân đạt tiêu chuẩn tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Chúng tôi sẽ đã thực hiện một nghiên cứu hồi cứu mô tả các ngang, các biến số thì phù hợp với các mục tiêu nghiên cứu.
kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu thì có xét nghiệm mô miễn học thường quy nhuộm HA, xét nghiệm IGF-A, xét nghiệm nhuộm hormone miễn dịch video của anh sử dụng kit FP263 của Ventana, chẩn đoán mô miễn học và hormone miễn dịch thì dưới kính hiển vi quang học, phân tích số liệu thì dựa trên phần mềm FBS16.0. Kết quả nghiên cứu thì tuổi trung bình của các bệnh nhân trong nghiên cứu là 62, hay gặp ở độ tuổi 60-69, tỷ lệ nam trên nữ là 2,52:1, 82,6% là lấy ở vị trí ung thư phát, 84,4% là sinh tiết nhỏ. Về phân loại mô miễn học thì có 89% là ung thư biểu mô tuyến, 11% là các loại ung thư khác như ung thư tuyến vẩy, ung thư phong sừng hóa hoặc ung thư tế bào lớn tần kinh nội tiết. Về đặc điểm bộc lộ video quanh thì là tỷ lệ bộc lộ là 49,5%, nhưng tính mạng là 24,8%. So sánh với các nghiên cứu khác đã được công bố thì tỷ lệ dương tính nằm ở khoảng 13,5 đến 53,6%. Các nghiên cứu cây nốt trên ung thư phổi phần tế bào nhỏ thì tỷ lệ dương tính là 61 đến 66%, nhưng tính mạng là từ 23 đến 28%. Như vậy thì tùy từng giai đoạn bệnh cũng như là cỡ mẫu của mỗi nghiên cứu hoặc là lựa chọn làm các tiếp mô miễn học trong nghiên cứu thì nó cũng có sự khác biệt đôi chút về tỷ lệ bộc lộ video quanh. Tuy nhiên là cái tỷ lệ trong nghiên cứu của chúng tôi thì phù hợp với những nghiên cứu đã công bố ở trước đó. Về kết quả nghiên cứu về sự bộc lộ video quanh đối chiếu với những đặc điểm khác thì video quanh thì dương tính cao hơn ở nam giới hoặc là cao hơn ở những trường hợp là sử dụng bệnh phẩm là phẫu thuật hoặc bệnh phẩm là khối tế bào với nhiều tế bào hơn. Tuy nhiên là những sự khác biệt này thì không có ý nghĩa thống kê đối với những trường hợp là sinh tiết tại u phổi hay căn, ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô vẩy, sừng hóa thì không có sự khác biệt nhiều. Đặc biệt thì với trường hợp là ung thư mô tế bào lớn thần kinh nội tiết thì là hoàn toàn là âm tính với video quanh. Tuy nhiên thì cũng vậy, trong nghiên cứu có một trường hợp là cũng không có giá trị để xác định. Về độ mà đặc biệt thì là sự bộc lộ video quanh thì cao hơn ở nhóm IGF-A âm tính và P bé hơn 0,05. Điều này thì cũng phù hợp với nghiên cứu phân tích tổng hợp của 47 nghiên cứu mà đã công bố nói trên. Tỷ lệ đột biến IGF-A ở trong nghiên cứu là 35,8%, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là tỷ lệ xóa đoạn là đột biến xóa đoạn exon 19 với 51%. So sánh với các nghiên cứu đã được thực hiện tại Việt Nam thì tỷ lệ của chúng tôi có thấp hơn. Tuy nhiên thì do là cái việc là chúng tôi chọn mẫu là toàn bộ các ung thư biểu mô không tế bào nhỏ, do đó nên tỷ lệ và phần lớn sinh tiết nhỏ, cho nên là cái tỷ lệ đột biến thì cũng có thấp hơn so với một số các nghiên cứu khác. Về đối chiếu sự bộc lộ IGF-A với các đặc điểm giải phẫu bệnh thì cho thấy là IGF-A thì dương tính cao hơn ở người dưới 60 tuổi, ở bệnh nhân nữ, ở những tổn thương di căn và ung thư biểu mô tuyến. Những đặc điểm này thì không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì ở IGF-A bộc lộ cao, dương tính cao hơn ở những bệnh nhân mà không có bộc lộ PD-L1 thì có ý nghĩa thống kê. Đột biến gen IGF-A cũng như liệu pháp nhắm trung đích thì mở ra tiên lượng rất tốt cho người bệnh. Và đây là một số hình ảnh trong nghiên cứu của chúng tôi. Thì đây là mô chứng dương, là mô nhau thai, mô ung thư và mô mà dương tính video quanh tại màng tế bào rất là rõ nét. Trong nghiên cứu thì chúng tôi có một số kết luận, đây là tỷ lệ đột biến gen IGF-A là 35,8%, trong đó tỷ lệ đột biến mất đoạn exon 19 là chiếm tỷ lệ cao nhất là 51%, tỷ lệ dương tính video quanh là 49,5%, dương tính mạng là chiếm 24,8%. Tỷ lệ bộc lộ video quanh thì cao hơn ở nhóm người bệnh không có đột biến gen IGF-A, và biểu hiện đột biến gen IGF-A hay là bộc lộ video quanh thì đều mang lại lợi ích trong điều trị cho người bệnh bởi liệu pháp nhắm trung đích và liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên thì chẩn đoán hiện nay thì vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là ở trên những bệnh phẩm sinh tiết nhỏ. Đây là một số tài liệu tham khảo trong nghiên cứu. Trên đây là toàn bộ phần trình bày của tôi. Thì kính mong xin chân thành cảm ơn quý thầy cô cũng như quý anh chị đồng nghiệp đã lắng nghe, và cũng mong quý thầy cô và quý đồng nghiệp có những câu hỏi cũng như góp ý cho bài trình bày. Xin chân thành cảm ơn.